Xin kính chào quý bạn và các vị. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị diễn ra kỳ World Cup năm 2014. Chúc mừng các bạn 96 là bây giờ vẫn đang để ôn thi. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số ứng dụng chúng ta sử dụng trên smartphone để theo dõi cái kỳ World Cup này. Đầu tiên là ứng dụng chính thức đến từ FIFA. Đây là ứng dụng FIFA World Cup 2014 của chính FIFA làm luôn. Giao diện của nó thực sự là đem lại chúng ta khá là nhiều thông tin tìm kiếm. Đương nhiên bao giờ là cũng có những cái tin tức mới, nhưng mà hoàn toàn bằng tiếng Anh nên có lẽ là chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này. Mà cái quan trọng là mình sẽ giúp mọi người xem qua một số thông tin tốt. Cái thông tin chính ở đây thì bằng ứng dụng FIFA World Cup 2014 giúp cho người dùng có thể xem được cái kết quả tỷ số. Bên cạnh những trận đấu giao hữu thì mọi người có thể nhìn qua kết quả. Ngoài ra nếu mà bạn chọn quốc gia hiện nay của mình là chọn Việt Nam thì nó còn cho biết cả tỷ số của cái giải đấu quốc nội chúng ta là V-League. Đó. Hiện nay TNT Hà Nội đang thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số là 2-0. Tuyệt vời cho TNT Hà Nội. Bên cạnh đấy mọi người có thể lựa chọn một số quốc gia khác để theo dõi như là Ý hoặc là Anh để theo dõi giải nội địa của họ. Vuốt ở bên trái mọi người sẽ có cái mục menu và đây mình lựa chọn FIFA World Cup. Ở mục FIFA World Cup này chúng ta sẽ xem được lịch thi đấu chính thức từ chính FIFA và nó sẽ hiển thị theo giờ thời gian nội địa. Chính là cái giờ Việt Nam 3 giờ sáng trận đầu tiên mở màn đó là Brazil và Croatia. Mọi người có thể vuốt qua và nó sẽ hiển thị cho chúng ta là từng ngày thứ bảy, chủ nhật, cuối tuần vân vân. Rất là đầy đủ và chi tiết. Còn nếu các bạn có thể xem thêm là mọi người xem theo bảng được bảng A, bảng B, bảng C, bảng D, E, F, G, H. Sau đó là đến vòng thứ 2 và vòng 16 đội vân vân. Thì bằng cái ứng dụng FIFA này thì nó làm đẹp và cũng khá là ấn tượng. Mọi người có thể xem thêm các thông tin về những cái team bên lề như là sân đấu cũng như là cái địa danh tại cái thành phố Brazil mà mọi người có thể xem qua. Đây là một ứng dụng tốt của FIFA nhưng mà mình nghĩ là chúng ta cần phải những ứng dụng mà nó mang tính chất Việt hóa nhiều hơn. Và đây là cái ứng dụng mà mình đã sử dụng trên nền tảng Android. Trên cái ứng dụng nền tảng Android ở đây thì mình có một cái khá là ngon là ứng dụng tên là Bóng Đá World Cup. Cái ứng dụng này là do người Việt làm và hoàn toàn free. Và đây mục tin tức thì chúng ta có thể theo dõi một số thông tin bên lề tại vòng World Cup. Đây có tin hay này. Bà từng khoe ảnh tắm sông ướt nhẹp của vũ FIFA World Cup 2014. Công nhận là bóng này mà đem đá thì hơi bị thích, rất là mềm. Bên cạnh đấy thì người dùng có thể theo dõi lịch thi đấu bằng chính tiếng Việt theo các vòng đấu hiển thị như bảng A, bảng B, bảng C hoặc là theo ngày thi đấu. Và đương nhiên là với lợi thế bằng tiếng Việt thì chúng ta theo dõi sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mọi người thấy đây là lịch World Cup năm nay không được thuận lợi cho người Việt Nam cho lắm, khi mà toàn thi đấu vào lúc khoảng 3 giờ sáng, 4 giờ sáng và lúc 11 giờ đêm. Thế nghĩa là lúc này các anh chồng sẽ tỏ ra khá là mệt mỏi và có thể là xảy ra đánh nhau và gia đình có khi là nội bộ lục đục. Bên cạnh đấy cái điểm mạnh của cái ứng dụng này là sẽ phù hợp với những người chắc là tham gia cá độ này, là nó sẽ có các cái tỷ lệ cược được đưa ra, ví dụ như tỷ lệ cược đội bóng nào sẽ vô địch này. Hiện nay Brazil là tỷ lệ cược là 4.0 đó, Bỉ là và Pháp thì có thể nói là lên đến 26 này, Anh 26. Nói chung là những cái đội nào mà cái số càng thấp thì cho thấy là cái việc xảy ra cái việc đấy càng cao. Hay là vua phá lưới hiện nay người dẫn đầu danh sách chắc chắn là Messi rồi, Ronaldo chúng ta là đứng thứ 5. Ồ, hơi thấp, ước gì mình vẫn ủng hộ anh Trô Điệu hơn. Bên cạnh đấy thì còn có vô địch ở các vòng bảng, tỷ lệ cá cược, tỷ số vân vân. Đây là một ứng dụng khá là tuyệt vời, có vẻ như đánh đúng vào tâm lý của người Việt Nam. Ở mục sân bóng có thể theo dõi được cái thông tin về cái sân bóng sắp được thi đấu, bao gồm cả hình ảnh và thông tin chi tiết. Cái này nó gần giống như là một cái ứng dụng vừa gần giống như ứng dụng FIFA vừa rồi, nhưng thay vì bằng tiếng Anh thì nó sẽ bằng tiếng Việt giúp cho người dùng có thể dễ dàng theo dõi hơn. Bên cạnh đấy cũng có thông tin đầy đủ về các đội bóng, danh sách cầu thủ và những cái thông tin như là lối đá, chiến thuật, điểm mạnh và điểm yếu của nó. Đây là một ứng dụng thực sự rất là tuyệt vời. Còn trong trường hợp mà các bạn không cần những thông tin ngoài lề một cách rối rắm như vậy, các bạn cần tất cả là một cái thông tin tỷ số tóm gọn sao mà dễ nhìn nhất, thì đây là một ứng dụng World Cup 2014 bằng tiếng Việt hay. Nó có hiển thị thời gian thi đấu rất là to, rõ ràng, cũng như là tỷ số, kết quả vòng bảng này, vòng 2, tứ kết, bán kết, hạng 3, chung kết. Lịch thi đấu chung kết chúng ta là ngày 14 tháng 4. Nó hiển thị tất cả những gì chúng ta cần biết một cách ngắn gọn nhất. Tức nghĩa là các bạn chỉ cần xem cái tỷ số và kết quả thôi, không cần quan tâm mọi thứ xung quanh. Thì đây là ứng dụng khá là nhanh để mọi người có thể theo dõi được. Và tất cả những cái ứng dụng này thì mọi người có thể tìm kiếm link download ở trong các bài viết của S Forum. Mình có chèn link download ở bên dưới video này. Và các bạn có thể vui ích đừng quên like, share với bạn bè. Đừng quên hiện nay Savanet cũng có bán ốp lưng mùa World Cup dành cho các thiết bị iPhone 5 cũng như 5S. Có các đội tuyển khác nhau. Mình rất là yêu thích tuyển Anh nhưng mà mình sẽ mua cái ốp Tây Ban Nha vì rất là đẹp và hoành tráng. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.